Dạ vâng, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Dạ, trước mặt các bác đây là những cái giò lan hài vệ nữ đang nở hoa các bác nhé. Này, hoa cực kỳ xinh xắn luôn, cực kỳ to các bác nhé. Và lát nữa thì em sẽ có một số rễ lan hôm qua dân vừa lấy về cho. Cực kỳ đẹp các bác ạ. Hôm qua dân vừa lấy về cho toàn hàng dề như này thôi. Đi các bác có thể ghép vào chậu này. Cực kỳ dễ trồng. Hoa cái dòng này nó độ bền rất là cao các bác nhé. Nó có thể lên đến 2 tháng này. Nên những cái giò trước mặt các bác đây là em trồng cách đây khoảng 2 tháng thôi. Cái dòng này hoa độ bền cao và cũng đẹp. Này, bây giờ em sang sân vườn để cho các bác xem những cái rễ lan em quay bán chia sẻ cho các bác sưu tầm. Đây các bác nhé, em có khá là nhiều rễ, toàn hàng rễ thôi các bác ạ. Lô hôm qua dân lấy về cho là quá là đẹp, đẹp miên man luôn. Đây, có rễ chỉ 100.000 các bác nhé. Em có khá là nhiều loại, em sẽ điểm qua rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng lan. Em có hài vệ nữ này và có hai cái phần kèn rừng tím các bác nhé. Đùi gà tròn này em cũng đã phân thành từng hình, toàn hàng dê thôi. Và dáng hương đôi cao la xếp ở bên kia. Và có mấy bụi kiếm lô hội hoa đỏ cực kỳ khủng luôn. Kiếm lô hội của vùng Cao Bằng chúng em các bác nhé. Toàn hàng dê đẹp này. Và hàng kg thì em còn mấy cân. Mà sẽ giới thiệu từng dòng lan luôn. Đầu tiên em có kiếm lô hội hàng kg này. Đây còn mấy cân. 50.000 đồng một cân các bác nhé. Cái dòng này thì hoa nó màu đỏ. Như những cái clip trước thì em đã quay mặt hoa cho các bác xem rồi. Để nên mà bác nào quan tâm thì có thể lên những video trước để xem mặt hoa các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu những cái hình lan em đã ghi giá cụ thể này. Em có một phần cáu. Phần số 1 này em bán là 80.000 các bác nhé. Hôm qua dân đi tìm được có mấy ngọn các bác ạ. Hàng bây giờ rất là hiếm rồi. Các bác mua hàng thì có thể kết bạn Zalo với em theo số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề. Còn địa chỉ của em ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng các bác nhé. 1, 2. Này, cái này là nguyên một rễ có 3 ngọn này. Tính ra nó có 5, 5 ngọn. Đấy. Tổng chỗ này em bán 80.000 cho hình số 1. Tiếp theo em có hai cái rễ kèn đường Lai Châu này. Dòng lan rất là hiếm. Bây giờ đang lên mầm gốc các bác nhé. Tháng trước nở hoa em quay nó sai hoa lắm các bác ạ. Bây giờ nó hết mùa hoa rồi. Đấy. Nó ra từ gốc tới ngọn luôn. Nếu mà các bác theo dõi kênh của em là xem những cái clip trước là các bác biết rồi. Hoa nó cực kỳ đẹp. Đấy. Hình số 2 em bán là 600.000 nhé. Chắc là nhiều bác cũng chưa biết hoa của Hoàng Thảo Kèn Lai Châu đâu. Bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa nhé. Nếu mà cái rễ này mà nở hoa tại vườn nó không lối vận chuyển từ rừng về sẽ rất là đẹp. Hoa nó rất là sai hoa luôn. Đây ạ các bác ạ, đây là mặt hoa của Hoàng Thảo Kèn. Màu tím đậm mà cực kỳ sai hoa. Cái dòng này nó thuộc những cái dòng lan đẹp nhất Việt Nam đáng để chơi các bác. Tuy nhiên là giá nó hơi cao các bác nhé. Đấy, hàng các bác đi trồng gốc ốp vào gỗ như này này. Nó rủ xuống như thác đổ vậy sẽ rất là đẹp. Đây, dề này rất là đẹp các bác nhé. Em có duy nhất hai dề thôi. 600.000 cho hình số 2 Hoàng Thảo Kèn. Tiếp theo hình số 3 này, 650.000. À, hình này có cả quả cả mầm gốc có hai dề các bác nhé. Đang lên mầm gốc. Khỏe quá các bác, mầm gốc cực kỳ khỏe luôn. Này, lúc nở hoa nó nở từ đây này. Tới ngọn luôn. Quả của nó này. Quả của Hoàng Thảo Kèn tròn trịa đẹp lắm các bác nhé.
phân biệt rất là dễ với ý ngọc. Kèn nó khác, quả kèn nó tròn to hơn. Đấy, cái dề này thời điểm nở hoa đẹp lắm các bác ạ. Hàng to như này trồng chơi mới thích các bác nhá. Tuy nhiên là giá hơi cao. Để dành cho những bác nào chịu chơi chịu chi. Nên các bác nào có thiện chí mua thực sự thì alo cho em các bác nhé. Hình số 2, à hình số 3 650.000. Tiếp theo là hài vệ nữ này. Hài vệ nữ toàn hàng dề đẹp. Hình số 4 em bán 80.000 này. Đây, dề này, nguyên một dề này. Hàng bụi đẹp chưa? Đây, những lô trước là em bán theo hàng cân thì nó hàng nó rời rạc thôi, nó không được đẹp như này. Đấy, đợt này có hàng bụi thì em phân ra từng hình để bán cho các bác dễ lựa chọn. Nói chung là mình mua theo bụi là nó chuẩn hơn đi, nó đúng hình thì các bác thấy hình nào thì đẹp thì lấy hình đấy thì đi đúng hình luôn các bác nhé. Hình số 4 80.000 này. Đang có ngồng hoa này, đi được chơi hoa luôn. Ngồng hoa tầm này đi là được chơi hoa 100% các bác nhé. Đây. Ngồng bị gãy nhưng mà nó lại có cái ngồng này nữa. Đấy. Hàng dề này là cực kỳ dễ trồng. Các bác đi mình nếu mà không có giá thể tốt thì có thể lấy vỏ thông than hoa các bác nhé. Than hoa người ta vứt bỏ đi lấy về đập ra xong trồng. Còn ở bản địa chúng em là lên rừng lấy đất đen của rừng về là trồng, là trồng lan là quá là tuyệt các bác ạ. Tiếp theo hình số 5 này, em bán 100.000. Có hai dề đẹp lắm các bác nhé. Này, dề này đẹp chưa? Đẹp miên man luôn. Xanh mướt luôn. Dân vận chuyển từ rừng về lá nó hơi bẩn thôi các bác nhé. Đi các bác rửa sạch lá là nhìn nó bóng mướt ngay. Hình số 5 em bán là 100.000. Tiếp theo hình số 6 này. 100.000. Ngồng hoa nhiều chưa? Đây. Một dề này. Dề này đẹp lắm này. Này, đi chỉ cần đặt vào chậu để như này, này. Đấy, một dề thêm dề này nữa này, hai dề này, hàng tươi rồi rõ luôn các bác nhé. Ba dề này, bốn dề, ba dề bé và một dề to. Đấy. Tổng chỗ này là 100.000 trường số 6. Nụ hoa rất là nhiều, có cả nụ cả hoa luôn. Tiếp theo hình số 7 này, có hai dề. Wow, hai dề này đẹp quá này các bác. Dề này đẹp miên man luôn các bác nhé. Đây. Hình số 7 là em bán 100.000. Ngồng hoa đây. Ngồng này bị gãy rồi các bác nhé. Ngồng này còn ok. Chuẩn bị nở rồi các bác nhé. Đây. Tiếp theo hình số 8 là cũng 100.000. Nguyên một bụi to. Wow. Đẹp chưa các bác? Bụi này rất là to đẹp. Hình số 8 là 100.000. Tiếp theo hình số 9 này, 80.000. Ngồng hoa rất là nhiều các bác nhé. Đây, ngồng hoa đấy. Đấy, nguyên một bụi này. Một bụi rất là đẹp luôn. Nó hàng bụi này là cực kỳ dễ ghép luôn. Hình số 9 là 80.000 nguyên một dề. Tiếp theo hình số 10 là 120.000 này, bụi này rất là to này. Đây quay xa là các bác có thể nhìn là biết ngay. To hơn rất là nhiều. Hình số 10 là 120.000 các bác nhé. Tiếp theo hình số 11 là 100.000. Dề này cũng nhìn nó rất là đẹp này. Đều đều nhìn cái dáng của nó rất là đẹp, này nụ hoa đây. Cái này bị gãy rồi các bác nhá. Còn cái này này, đấy. Còn cái này nữa này. Đây, cái dề này có à cái này nữa, bốn còn bốn bốn vòng hoa để chơi các bác nhá. Đây là hình số 11. Tiếp theo hình số 12 này. 80.000 này. Ngồng hoa là không biết còn bao nhiêu cái này. Một ngồng, hai ngồng, ba ngồng. Còn ba ngồng hoa để chơi.
Đẹp lắm các bác nhá, hàng bụi cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo hình số 13 này, cũng một bụi này. Bụi này thì ngồng hoa bị hỏng hết rồi các bác nhá. Đi làm giống đó. Nguyên một rể đẹp 80.000 hình số 13. Tiếp theo hình số 14 này. 100.000. À, ngồng hoa đây. Nở hoa rồi các bác ạ. Nguyên một rể các bác nhé, bốn ngồng, ba cái ngồng hoa nhưng mà nở hết rồi các bác ạ. Đi các bác ghép chơi chơi đây để làm giống đây. Bụi số 14 em bán 100.000. Tiếp theo bụi số 15 này là kiếm lô hội các bác nhé, 150.000, mặt hoa màu đỏ nhé. Wow, bụi này đẹp quá này, em cho các bác xem mặt hoa nhé, nhiều bác lại không biết. Đây mặt hoa đây các bác nhé. Đây, màu đỏ nó tươi cực kỳ đẹp. Nói chung là đáng để chơi các bác ạ. Tiếp theo số 16 có hai rể này. 150.000. Rể rất là to các bác nhé. To dài. Hình số 16 là 150.000. Tiếp theo hình số 17 này. Cái dáng này nhìn rất là đẹp này, trồng tư thế này. Đây là nguyên một rể các bác nhé. Đi chỉ đặt lên một chậu thôi. Đấy. Để như vậy là cũng đẹp rồi. Một bụi rất là đẹp. Em bán chỉ có 180.000 cho hình số 17 này. Tiếp theo hình số 18 này. Em bán là 250.000. Hình này đẹp lắm các bác ơi. Nó rất là to đẹp. Này, cái dáng này đi các bác chỉ cần đặt vào chậu, hoặc là nhà mình có cây cối to thì mình buộc vào các bác nhé. Nhìn nó rất là đẹp ạ. Hình số 18 250.000. Tiếp theo hình số 19 này. Hình này đẹp nhất này các bác ạ. 300.000. Hình số 19 300.000. Hình này là đẹp nhất. Nó dày này, nhìn nó nhiều lá. Nó dày đẹp hơn cái rể bên kia. Ở ngoài nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Hình số 19 là 300.000. Tiếp theo hình số 20 em có hai cây Đại Lan Huệ Đồng. Đây. Cái dòng này là dòng lan to nhất Việt Nam rồi các bác nhé. Đang có ngồng hoa này. Đấy, một mẹ một con. Hai cây xếp đẹp này. Chỉ có 180.000 các bác nhé. Đẹp chưa? Đại Lan các bác nhé. Cái dòng này ở Nam không có đâu, chỉ có miền Bắc thôi. Các bác nào chưa có thì mua sưu tầm các bác nhé. Tiếp theo hình số 21 này, 100.000. Ba cây rất là đẹp, 100.000 cho hình số 21. Lá xếp luôn. Rồi, đi trồng thẳng đứng lên này là ok. Tiếp theo em chuyển sang đùi gà các bác nhé. Đùi gà tròn. Em có 6 phần các bác ạ. À 8 phần chứ. Toàn là hàng dê thôi. Này, hàng dê rất là đẹp. Đùi gà tròn hoa rất là đẹp này. Vừa qua mùa hoa xong. Người dân lấy vận chuyển từ rừng về là nó bị hỏng hết hoa rồi. Đi làm giống để năm sau thôi. Cái dòng này hoa đẹp lắm các bác ạ. Đẹp miên man luôn. Hình số 22 là 200.000. Thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để ghép đùi gà các bác nhé. Vì nó đang lên mầm gốc. Đang lên mầm gốc. Mối rể như này các bác trồng một chậu là ok này. Lúc nở hoa sẽ rất là đẹp. Mầm gốc đang lên rất là nhiều. Bây giờ mùa này là các bác trồng hợp lý rồi. Còn bây giờ khoảng 2 tháng nữa các bác mới trồng thì nó cái mầm gốc nó lên dài, với lại dân nó lấy vận chuyển từ rừng về là nó hỏng. Bây giờ nó hỏng nó vẫn lên cái mới. Còn khoảng 2 tháng nữa thì trồng nóng quá nó không nên rồi. Hình số 22 là 200.000. Tiếp theo hình số 23 là 230.000. Wow, cái rể này đẹp chưa. Cái rể này là cái mầm gốc này lên chi chít luôn này các bác.
quan trọng là cái mầm tơ này các bác nhé. Nguyên một dề này, mầm gốc lên rất là nhiều này. Đấy. Hình số 23 là 230.000, đẹp tuyệt vời. Tiếp theo hình số 24 là 250.000 này. Đấy. À, cái dề này nó bám ở trên cây đi các bác, chỉ cần để thế đứng này, mình ghép vào chậu sẽ rất là đẹp. Mầm gốc lên rất là nhiều. Đấy. Nguyên một dề nó bám ở cây. Nói chung là mua hàng dề thì nó sẽ đẹp hơn mua hàng kg. Mua hàng kg nó rẻ hơn nhưng mà nó lại solo cái này cái kia, nó không được chọn lọc như hàng dề. Tuy giá nó cao hơn nhưng mà được hàng chọn các bác nhé. Hình số 24 là 250.000. Tiếp theo hình số 25 này, 250.000 này, nguyên một dề. Những cái lá vàng này không quan trọng rồi, quan trọng là cái mầm gốc năm sau. Lá vàng này bây giờ nó rụng hết lá, nó phải rụng hết lá thì nó mới lên mầm mới đẹp được các bác nhé. Đây những cái mầm mới đây, nhưng còn nó còn đẻ nhiều thêm mầm nữa các bác ạ. Đây nó mầm gốc nó đang nhú lên này, đấy, xanh lè này các bác ạ, nó còn đẻ thêm rất là nhiều. Cái dòng này nó thuộc giống như cây tre vậy thôi, tre già thì măng mọc. Mầm này nó bị già đi thì mầm khác nó lại mọc lên các bác ạ. Hình số 25 là 250.000. Tiếp theo hình số 26 đây. Cái dề này nhiều lá lắm các bác nhé, 250.000. Dề này mầm gốc cũng rất là nhiều. Wow, đẹp chưa các bác? Dề này đẹp nhất này. Đó. Qua mùa hoa rồi. Nó sai hoa chưa? Những cái cuống hoa của năm trước này. Vừa qua mùa hoa xong. Đó. Hình này rất là đẹp. Hình số 26 em bán 250.000 các bác nhé. Tiếp theo hình số 27 này. Có hai dề này, hình số 27 là 200.000. Đây. Vừa qua mùa hoa xong. Đây. Đẹp chưa? Này, hoa nó rất là tím này, nhìn cái cuống hoa của nó là biết rồi. Hoa của đùi gà tròn là đẹp miến chê rồi các bác ạ. Đây, mầm gốc cũng đang lên. Đấy, hình số 27 nhé, em bán 200.000. Ôi hình này rẻ thế nhỉ, em ghi nhầm rồi, à, phải 250 mới đúng các bác ạ. Tiếp theo hình số 28 này, 250.000. Cái hình số 27 thì ghi nhầm rồi, thôi kệ, bớt đi mấy chục không sao. Hình số 28 là 250.000. Xài hoa chưa, cũng hoa nó rất là tím nhé. Đó, qua mùa hoa rồi nhưng mà nhìn thấy vẫn đẹp, sai hoa cực kỳ. Hình số 28 là 250.000. Tiếp theo hình số 29 này cũng hai dề đẹp. Hai dề đẹp quá này. Đấy. Mỗi dề này trồng là một chậu này. Này. Hình số 29 đẹp lắm các bác nhé, hai dề 250.000. Tiếp theo em có cáo xếp cao bằng này. Này. Cáo xếp bây giờ rất là hiếm rồi các bác nhé. Cáo lướt thì nhiều nhưng mà bây giờ cái dòng xếp này thì các bác đi chăm khoảng 1-2 năm nó lên mỗi năm 2 cặp lá sẽ rất là đẹp. Càng chăm lâu nó càng đẹp này. Cái chậu này có 4 ngọn các bác nhé. Em bán là 230.000, hình số 30. Hoa của cáo màu tím rất là đẹp các bác nhé. Tiếp theo hình số 31 này. 230.000. Bản lá to chưa? Bản lá ngắn, lá to rất là đẹp. Có 3 ngọn các bác nhé. Đa số là 3 ngọn. Hình số 31 là 230.000. Tiếp theo hình số 32 này, hình có 3 ngọn chép đẹp này. Hình số 32 là 230.000. Các bác có thể mua 2 chậu mình gộp làm một thì sẽ rất là đẹp. Này, ví dụ này. Đây, hình số 33 nhé, 200.000. Mua 2 chậu mình thành một chậu to luôn. Hình số 33 là 200.000. Tiếp theo hình số 34 đây, 200.000. Có 3 cây xếp. Chủ yếu 3 cây cả thôi các bác nhé. Tiếp theo hình số 35 đây, 3 cây xếp. Cây
hình này rất là đẹp này, 200.000. Wow, hình này 4 ngọn 200.000 quá rẻ các bác nhá, đẹp quá này. Thường chú 36 200.000 có 4 ngọn này. Đấy. Tầm cỡ này nhìn rất là đẹp, cây rất là đẹp luôn. Tiếp theo hình cuối cùng, hình số 37 này. 200.000. Đẹp chưa? Em chỉ có 8 giỏ cáo thôi các bác nhé.